Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Blog Studying là bài hướng dẫn về Android, mình là Việt. Thì như mình đã hướng dẫn cho các bạn giờ ở cái phần hôm trước là chúng ta dừng lại phần Modify List View, tức là sau khi chúng ta tạo ra được cái layout, chúng ta đã load được lên cái activity của chúng ta. Mục tiêu của bài hướng dẫn này là chúng ta sẽ modify nhiều hơn một tí, tức là chúng ta cần phải hiển thị. Tức là như các bạn thấy là chúng ta chỉ có một cái VN Express này thôi, thì chúng ta muốn nó hiển thị thêm những cái khác nữa thì làm nào? Thì cái đấy chúng ta cần phải tạo ra một cái array adapter riêng chúng ta, tức là chúng ta cần phải tạo ra một cái extend từ thằng này. Bây giờ chúng ta cần làm gì? Thế là chúng ta cần phải tạo ra một cái class ở trong cái package khác. Package ví dụ chúng ta đặt là adapter, bởi vì chúng ta sẽ có rất nhiều cái adapter khác nhau. Thì chúng ta cần phải tạo ra một cái package. Ngoài ra chúng ta sử dụng ở đây ví dụ như là paper adapter, ví dụ như này dễ 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 nhận biết. Thì đây chúng ta cũng sẽ sử dụng extend array adapter và cho nó là string, ví dụ thế. Sau khi chúng ta có cái này thì chúng ta sẽ add cái constructor với lại một thằng này, ví dụ như này. Thì ở đây chúng ta cần phải khai báo, tức là chúng ta cần một cái phương thức khởi tạo có context này, có resource này, có tick view này và có string ở đây. Thì chúng ta sẽ thêm hai thằng, chúng ta cho nó hai thuộc tính private context đây, private string paper như này. Thì ở đây chúng ta cần phải this.context bằng context this.paper bằng paper này. Chúng ta cần truyền thằng này vào đây, ví dụ thế. Xong xong cái phần constructor. Tiếp đến là các bạn, ở đây array adapter nó có một cái phương thức gọi là phương thức get view. Các bạn ấn vào cái phần override của cái phương thức này, chúng ta sẽ có một cái gọi là get view ở đây. Ok, nó override cái thằng này. Thì đây chính là cái thằng mà chúng ta cần xử lý. Tức là chúng ta cần phải thay đổi, tức là với giải thích như nào nhỉ? Cái này ví dụ nhé, các bạn quay trở lại cái thằng này, chúng ta có đây, chúng ta có từng cái row đúng không, chúng ta có một hai ví dụ thế. Thì ở đây cái get view ở đây position, position là cái thứ tự, ví dụ đây là số 0 này, đây số 1 này. Thì ví dụ chúng ta có position là như thế. Cái view tức là cái hiển thị ra, cái view group là cái parent, là cái whole toàn bộ. Thì ở đây các bạn, khi các bạn xử lý cho từng thằng thì các bạn có thể thay đổi, ví dụ bây giờ mà các bạn muốn thay đổi text hay thay đổi icon thì các bạn sẽ làm trong thằng get view này. Thế là cái chúng ta làm. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy ở đây nó có một cái super ở đây, thì cái thằng này nó giống hệt những cái mà chúng ta muốn, tức là những cái mà chúng ta đã làm ở phần trước ấy, tức là những cái mà không thay đổi, ví dụ như là những cái như đây các bạn sẽ thấy nó có bốn bốn tham số. Thì đây chính là cái gọi về phương thức đấy. Thì trước khi chúng ta gọi một constructor của paper adapter thì nó yêu cầu chúng ta gọi một cái super super constructor ở đây. Thì đấy là cái vấn đề mà liên quan đến phần Java Basic. Xong thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì với cái thằng get view này? Chúng ta sẽ tạo ra một cái layout inflator ở đây. Thì layout inflator nghĩa là cái gì nhỉ? Các bạn như mình đã nói, tức là ở đây khi các bạn tạo ra các cái view, tạo ra cái view ở đây nghĩa là nó thêm 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 vào, bởi vì các position ở đây thứ tự không không đến 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 hết, thì nó sẽ thêm dần thêm dần thêm dần. Inflate trong tiếng Việt nghĩa là phồng ra hoặc là phình ra, thì nó có thể dịch nôm na thế. Thì ở đây có nghĩa là mỗi lần mà nó chạy cái get view này nghĩa là nó add thêm một thằng, nghĩa là nó làm to ra cái layout cũ. Thì chúng ta dùng cái layout inflator này, inflator bằng chúng ta gắn kiểu cho nó layout inflator và context chấm get. Get chúng ta cần get
nó cần các cái system service ở đây, đúng rồi. Thì cái system service này nó sẽ trả về khi các bạn sẽ thấy nó trả về một object, và chúng ta ép kiểu nó về cái layout, layout in Flutter. Thì ở đây nó có một cái gọi là layout in Flutter ở đây. Cái của mình hình như không load load lâu ạ. Thì mình đóng lại đã. Các bạn có thể vào vào web và các bạn đọc thêm những cái này, lại responding rồi. Thì các bạn có thể đọc thêm về những cái kiến thức liên quan đến đến in Flutter, để hiểu. Còn ở đây mình chỉ dừng lại ở cái việc hướng dẫn cho các bạn sử dụng thôi. Layout in Flutter service ở đây. Thì như vậy chúng ta đã có xong được cái in Flutter. Thì các bạn thấy là chúng ta tạo ra một cái layout in Flutter đây, chúng ta thêm vào những cái row view mới. Đấy là xong. Ví dụ bây giờ xong, chúng ta cần một cái view, row view ở đây. Từ cái này view này, các bạn thấy thấy là cái get view nó đòi hỏi một cái thằng return về là cái view này. Thì khi chúng ta return thì chúng ta return chính cái thằng row view này. Thì cái row view này đây chính là cái từng cái row ở đây, từng cái item ở đây. Tức là nó sẽ combo một cái tick view, một cái image ở đây. Thì các bạn sẽ cần những cái đấy bằng in Flutter chấm. Thì đây bây giờ các bạn cần là tạo ra một cái row view từ cái in Flutter này để chúng ta add nó vào. Thì chúng ta sẽ gọi cái phương thức in inflate đâu nhỉ? Đây các bạn sẽ thấy đây, tức là nó sẽ có hai hai cái tham số, nó có ba tham số ở đây. Thì in resource này, một cái view group này, thì chúng ta chọn cái phương thức này. In resource này chính là cái layout mà chúng ta muốn hiển thị ra. Như các bạn sẽ đọc và thấy cái hướng dẫn dẫn đây, thì cái layout mà chúng ta muốn muốn nó load vào. Cái root này chính là cái thằng parent parent group, view group ấy, để chúng ta đưa đưa nó vào và attach to root. Thì khi mà nó đưa vào cái các bạn sẽ thấy đây, if for, thì cái thằng root này chỉ sử dụng để tạo ra một cái subclass, thì chúng ta sẽ cho nó bằng for. Thì chúng ta sẽ gọi phương thức này r.layout chấm với lại paper. Chết, mình sẽ phải xóa cái này đi. Trong một số trường hợp thì khi các bạn ấn ấn insert thì các bạn chú ý là bởi vì các bạn thấy ở đây chúng tôi giải thích lại một tí về liên quan đến cái class r. Thì các bạn thấy nó sẽ cùng với cùng một cái package với lại cái activity. Activity chúng ta vứt ở trong cái package new, thì có nghĩa là cái r nó cũng nằm trong package new. Mà bây giờ chúng ta dùng adapter, nó nằm ở cái package khác nên chúng ta cần phải insert, import nó. Import thì khi import thì các bạn có thể chú ý là nó có hai loại r, một là r của cái project của chúng ta, hai nữa là của Android. Thì các bạn chú ý thì import cho nó đúng, nó đưa paper vào. Root ở đây thì chúng ta đặt là parent, và cái này chúng ta đặt là for. Thì đấy là xong. Thì đấy là xong cái phần phần setup cho cái thằng get view này. Tiếp đến chúng ta thấy trong cái paper này chúng ta có hai thằng là image view và tick view, thì chúng ta cũng làm tương tự như thế. Đầu tiên là image view iv bằng, và cuối cùng là cái thằng tick view tv bằng. Thì bây giờ chúng ta cần làm cái gì để chúng ta ghép từ cái thằng thằng layout này ra, và chúng ta xử lý trong cái quá trình mà chúng ta thay đổi giá trị của nó. Thì cái này làm giống hệt với lại cái phần xử lý activity bình thường, tức là chúng ta cũng file file view id, image view này, file chúng ta sẽ làm cái row view, xin lỗi các bạn, row view chấm file view by id r.id chấm tv chấm iv icon như này. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ copy cái thằng này xuống đây, tick view vào đây và tv paper. Thì các bạn có thể thấy là các bạn ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có cái row view và chúng ta get những cái thằng của thuộc cái row view ấy ra. Image view, row view, file id, rồi tick view, file id ở đây, thì chúng ta get ra những cái thằng này. Thì bây giờ việc của chúng ta là thay đổi những cái giá trị ở đây, đúng không? Chúng ta muốn
muốn nó thay đổi những cái giá trị của cái hiển thị ở đây, thì chúng ta làm những cái việc ev.set. Ở đây set các bạn có thể thấy nó có rất nhiều, ví dụ như là set background resource hay là set background drawable thì tùy các bạn, thì mình sẽ chọn background resource r.drawable.vn address như này. À xin lỗi các bạn, ở đây chúng ta không set được như này mà chúng ta phải dùng cái variable chấm icon, và tương ứng như thế thì nó sẽ có cái thành phần là không, à, position ở đây, take view chấm set text, thì variable chấm paper và vị trí là position. Thì như thế chúng ta đã hoàn chỉnh xong cái phần liên quan đến set cho get view này. Trong trường hợp này nếu chúng ta chạy nó sẽ lỗi. Lỗi là bởi vì sao? Trong cái list icon của cái thằng variable nó chỉ có một một thằng duy nhất, thì các bạn theo mình là các bạn nên tìm tìm các icon để vứt nó vào. Mình thì để đơn giản thì mình lười. Mình sẽ dùng cái luôn cái r.drawable. Chấm 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 insert này, ví dụ thế cho nó nhanh. Tức là mình không muốn mất thời gian tìm những icon thì các bạn có thể tìm thêm để thêm vào. Để mình xem lại có cái gì nữa nha. Xong thì như thế là chúng ta đã hoàn thành xong. Giờ chúng ta quay trở lại thằng kia. Thêm một chút chỉnh sửa ở đây, bởi vì chúng ta không cần cái layout ở đây nữa, bởi vì layout chúng ta đã set trực tiếp vào đây nên chúng ta vứt cái này đi. Thì chỉ cần như thế này thôi. Paper, 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 paper. Các bạn có thể thay cái này bằng paper ở đây. Đấy. Thì đấy là cái xong cái phần phần này. Nó có một cái chú ý đấy. Chain access chain. Ok, later. Paper activity thì bây giờ chúng ta sẽ comment này, đóng cái này lại. Modify list view 1. Xong thì bây giờ chúng ta cần cần một cái là paper adapter. Bằng new paper adapter đây. New mình new. Thì this r.id.tv cái này chỉ đẹp thôi bởi vì nó không quan trọng nữa. Và đây là variable.paper. Và bây giờ chúng ta chạy để xem kết quả. Xin lỗi các bạn là tôi có một sự nhầm lẫn ở đây, là khi chúng ta cái image view chúng ta sử dụng phương thức là set image resource chứ không phải là set background resource, thì các bạn chỉnh lại cho mình. Và sau khi chỉnh lại thì khi chạy chúng ta sẽ có những kết quả như này. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là VnExpress nó đã có một cái icon riêng, 24 giờ nó có một cái icon riêng. Tất nhiên là bởi vì cái này nó mờ nên thành ra là khi mà chúng ta click vào thì nó hiển thị ra cái icon search ở đây, thì nó cũng nằm cân đối. Thì đấy là cái cách mà chúng ta làm việc với lại cái list view, modify list view tức là complex, nó phức tạp hơn một tí và chúng ta có cái layout riêng. Và như các bạn thấy ở đây, khi chúng ta set set cái padding top và padding left thì các bạn sẽ thấy nó sẽ cách ra một đoạn ở đây. Xong thì như thế chúng ta đã xong cái phần xử lý đối với paper paper adapter và paper activity. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ là làm thế nào để khi chúng ta click vào đây nó sẽ chuyển ra các category tương ứng. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo Blog Studying Share. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo. Lộn xứ nói nhiều quá.